đức sinh thành. Người ơi đừng quên công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, làm tròn chữ hiếu mới là đạo con. Từ hàng ngàn đời nay, đạo nghĩa ấy đã được ông cha ta truyền tụng từ đời này qua đời khác, và đã đúc kết lại bằng những vần ca dao bất hủ. Đó cũng là điều kiện cần và đủ để trong tiến hóa ta mới hoàn thiện thành người. Dãy Thái Sơn hùng vĩ cao vời vợi là dáng dấp mà các bậc tiền nhân lấy đó làm biểu tượng và nhân cách hóa, lấy đó làm vật đối trọng để rồi so sánh với công sinh thành dưỡng dục của người cha. Như vậy mới thấy được rằng tình cha ngút ngát mây trời chẳng thể lấy gì mà đong đếm được. Bởi trên đời này ai cũng chỉ có một người cha. Tình thương yêu của cha đối với con cháu thường sâu xa lắng đọng. Phong cách giáo dục của cha mang tính chiến lược lâu dài, xuyên suốt qua nhiều thế hệ. Tình thương cho con là tất cả, là nỗi niềm ấp ủ cuộc đời cha. Trắng thâu đêm cha ngồi thao thức, thắp sáng đèn lo hạnh phúc cho con. Đã lâu rồi, chúng con luôn lo sợ, nhưng vẫn giấu kín ở trong lòng là sẽ có ngày hôm nay. Người cha là trụ cột trong gia đình, là bếp lửa của cả đại gia đình, là chỗ dựa tinh thần của chúng con. Cha đã chút hơi thở cuối cùng, vĩnh biệt, mãi mãi ra đi. Đau thương này thật là vô hạn, mất mát này thật là quá lớn lao.
chắc chắn khó có gì bù lấp nổi. Các con cháu cùng bùi ngùi, cùng nhói đau nơi lồng ngực và biết rằng đã mãi mãi mất cha. Trước lúc đi xa, cha cho gọi cháu con, những người thân thiết ngày đêm hết lòng phụng dưỡng, chăm sóc lại gần. Dù đã không nói được nên lời, nhưng ánh mắt người đã nói lên tất cả. Từ trong sâu thẳm lòng mình, qua ánh mắt hiền từ ấy, chúng con hiểu cha muốn nói rằng, cho dù vật đổi sao rời, thì các con, các cháu cũng phải luôn đoàn kết, thương yêu nhau, lấy chữ chung, chữ hiếu làm đầu, phải giữ bền nền nếp gia phong trong gia tộc. Khi đau yếu, cha gọi chúng con vào, cha bảo, sắp đến ngày cha phải đi xa, mong cháu con giữ vững nếp nhà và giữ trọn làm người trung nghĩa. Cha đã ra đi, nhưng lối sống giản dị và đức độ của cha vẫn còn đó, như một tấm gương lớn để con cháu cùng soi chung và suy ngẫm để tự sửa mình. Thật vậy, sinh thành đạo đức do phụ mẫu, tự hiếu chân tâm tạo tử tôn. Theo phong tục cổ truyền của người dân Đô Lương, đạo Phật ở nơi đây, lễ nhập quan là do nhà sư hay ông thầy điều chỉ. Ý tưởng là để tẩy trừ trùng tà ám khí, để cho thân xác được siêu sinh tịnh độ, thần hồn được thoát hóa nơi tiên cảnh bồng lai, và cũng cầu mong cho hồn thiêng luôn phù hộ độ trì cho con cháu, cho gia quyến được yên bình hạnh phúc. Sao hoang vắng quê u sầu, cha ơi cha vội đi đâu, để con chưa nói hết câu dã từ. Cha đã mất thật rồi ư, bàng hoàng đau buốt như tử chiêm bao. Sông sâu vực thẳm trời cao, hồn cha đang ở nơi nào cha ơi. Khóc than dẫu động đất trời, cũng không thấu đạt lòng người biệt ly. Từ đây cha mãi ra đi, cháu con còn biết lấy gì đền ơn. Đớn đau chìm giữa khói hương, tái tê nức nở sầu thương khóc người. Giờ khâm niệm nhập quan,
với phong tục của người Việt Nam ta. Đây là giờ phút có ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng, bởi đây là khoảnh khắc người thân bước sang một thế giới mới, xa khác hoàn toàn của vũ trụ thần linh. Để rồi một mai, khi cốt người thân sẽ hóa về nơi cát bụi hoang sơ. Chính vì vậy mà lúc này ai cũng muốn có mặt để được nhìn dung mạo thân thương của người cha, người anh, em, chú, bác mình lần cuối. Để rồi ngày mai, ngày kia mãi mãi chia xa. Vậy là cha đã khuất thật rồi ư? Còn đâu gặp lại dáng người ngày xưa, quặn lòng đau những tái tê. Cảnh sao hoang vắng, cảnh quê u sầu. Trai dâu gái rể, các cháu ngoại ngoại, anh chị em chắp tay để theo một vị đại diện của dòng họ để làm lễ trước gia tiên nhà mình bốn lễ. Thường hưởng chấm tiểu mày bắt
trưởng, bác đứng đây mở nút rượu ra, rót tuần rượu đầu để trải nghĩa cho cha. Mời bác đứng đây này, bác mở nút rượu ra. Tần cha anh nghĩ thân cha cả cuộc đời cha vất vả mà bao thai về. Cha ơi không biết đấy là anh chị em chúng con với bằng con thái mà phần làm con. Cha ơi phần làm con thì chiều nay chúng con báo hiếu đền ơn. Này các con muốn báo đáp thì trời đất hỡi con ở đâu cha nay đâu có quần. Bác ra xuống đi, bác ra xuống rượu xong rồi bác xuống hàng này. Tần rượu này là nhất tần sơ tay con trai trưởng tần dân rót. Mày gia đình theo con trai của cụ là mấy trước vòng linh cụ hai ngày ép có con mãi nhất tuần là sơ chúc con trai giàu gái rẻ bóc mà lại thân ra xa cha ơi. Giờ đây có biết nỗi xót thương tràn ngập bên người, cảnh biệt ly lòng dạ rối bời, trời bỗng nổi phong ba bão táp. Cha đã yên vị trong cỗ quan tài sang trọng, chúc người yên giấc mộng ngàn thu. Của Nguyễn Văn Tông hưởng thọ 85 tuổi nay không còn nữa chấp mơ tiểu mày bắt đầu thứ này mày bắt đầu thứ này nè. Bắt đầu thứ này là bắt rất cần rượu để trải nghĩa cho cha. Cha ơi công công cha thì yêu núi Thánh Sơn mẹ nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra cao công của cha dày nghĩa mẹ mà đã nuôi chúng con khôn lớn và trưởng thành. Công đức đấy mà anh chị em chúng con ví bằng non thái phật đàn con chiều nay báo hiếu đền ơn. Tuần chiều này là nhị tuần á, tay chúng con cầm dân rót mời gia đình làm lễ trước chân linh của hai nơi nữa. Cúc ông bái. Mong linh tự tại nghe lời mày khuyên nhà phép Phật hồn anh bảo tọa. Thấy nghĩ đọc và tạp giả cho nghe mà bao nhiêu phiền não xưa nay. Quan thiên giả sạch tờ dày thành thơi với ông bình tỏ sống 800 năm. Mà thiên đình mạnh số thất mấy hoàng truyền. Nhân sinh nam nữ trẻ già chẳng sau thì trước ai qua khỏi e vòng. Chẳng lỡ từ bài trai út bài bác ca đúng này có thể mình đấy người con. Ta là đẹp lòng cha mẹ các con tự hào. Cha ơi thương mẹ giờ này cha bỏ đi đâu. Để con để cháu nước mắt đầy vơi thế này. Trời ba chân nga vàng tay anh em chúng con mới cầm dân rót. Nơi xoay vàng cha chứng tâm cho anh em chúng con. Tuần giờ này tam tuần chung mày gia đình trải nghĩa chân linh của hai ngày nữa. Cúc ông bái. Tôi mời người thương xuống đã có từ xưa chập trùng cơn bão nắng cơn mưa gánh dài là số sống chưa bảy trời trời để khi tăng hệ đến rồi sao đèn về bắc nguyệt vời về tây thế là thân xác hồn cha đi đâu vắng vẻ mấy trời vong hồn ở lại nhớ ngày mình sinh nghĩ rằng tuổi cha còn thọ trường nào là phút chốc xoáy vàng xa khơi ngũ phật chi nhân
Thưa quý vị, thay mặt cho gia đình Tam Lễ, chúng tôi chân thành cảm ơn. Trong hoàn cảnh cả nước đang phải đối mặt với dịch, nhưng các vị đã bớt chút thời gian đến cùng chia sẻ đau buồn này với gia đình chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn một lần nữa. Bây giờ là vào giây phút thương niên của cả gia đình. Thay mặt cho gia đình, tôi được phát tang cho con cháu, dòng họ, gia đình và dòng họ. Xin mời phó trai trưởng của ông đến nhận tang. Rồi con cháu và thân nhân trong gia tộc gạt lệ rơi, nhận những tấm khăn tang màu trắng màu vàng. Người đội khăn tang là đội tình ân nghĩa. Tình là tình ruột già máu thịt, ân là ân đức của bề trên, nghĩa là nghĩa cháu con lấy đạo nghĩa làm trọng. Những dải khăn tang còn để trên bàn thờ hay xếp gọn trên linh cữu là những người thân chưa kịp về chịu tang. Những nỗi đau quặn xé lòng con cháu. Không gian mịt mờ hương khói, trong ánh sáng của những hàng nến lung linh mờ ảo, trong điệu nhạc lâm khúc bi ai nức nở xót thương. Thật là trắng những khăn tang, trắng mái đầu, trắng màu áo trắng trắng thương đau, trắng màu nắng mới bên hiên vắng, trắng cả chiều hôm, trắng đêm thâu. Đời cha từng trải gian lao, vì con mà cha đã phải vượt qua bao nhọc nhằn. Lời cha dạy con đinh ninh trong dạ, ơn nghĩa cha ví tựa núi sông, lam tôn quế tử tươi hồng. Cha ơi, công dưỡng dục ví bằng biển cả, ơn sinh thành ví tựa non cao. Những mong báo đáp công lao, giờ đây con biết tìm cha nơi nào cha ơi. Đâu còn thấy bóng của cha ra vào nữa. Phật có dạy rằng bà giấu chúng con có đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Cha bên biết làm cuộc đời cháu ở xa, nay các con cháu xa gần về đây chịu tang mà bùi ngùi thương nhớ. Cha ba năm tang phục nào anh chị em chúng con dám say, mời các bác chắp tay lên để làm lễ thành phục hai lễ. Lễ thành phục cô tu mãi. Thank you.
các bác là con trai của cậu mày, các bác là đứng thay nhau quay ra để đáp lễ mỗi bác một gậy đi. Điếu hoa ra phía bên ngoài để các bạn khác phải làm lễ viếng chân linh của cụ. Và xin kính mời các quý vị ta có lễ viếng quê đồng qua bản đăng ký phía ngoài cổng ngõ để tăng ký phần là lễ viếng để gia đình lưu vào sổ. Chúng tôi giới thiệu từng đoàn từng quý vị để về làm lễ viếng chân linh cụ. Cha ơi, khi hay tin cha đã qua đời, quy tòng tiên tổ, thì bà con lối xóm, quý khách gần xa, sắp xếp trăm công ngàn việc mà không quản ngại đường xá xa xôi và dành thời gian công sức đáng kể để thăm viếng, chia sẻ nỗi đau buồn cùng tang quyến. Thật cảm động biết bao trước sự hiện diện của mọi người. Ân nghĩa này thật là cao rộng. Con cháu trong gia đình ghi lòng tạc dạ, cùng cúi đầu xin được bái tạ. Các đoàn đến đặt vòng hoa, thắp nén hương thơm dạ tần ngần. Con cháu đáp lễ bội phần, chia sẻ bi khúc trời xuân nhạt nhòa. Linh thiêng ở chốn gần xa, thấu trăng tình cảm mọi nhà viếng cha. Khói hương phảng phất hư không, xin ghi khắc lại tấm lòng gửi trao. Tình quê nghĩa họ dạt dào, chốn bao nhân bản đời bao tấm lòng. Tang quyến cảm tạ tấm lòng, cúi xuống ghi nhận ngàn trùng bái ghi. Âm dương cách biệt chia ly, người về chín suối phục quy thổ thần. Người dương thế cả xa gần, anh em con cháu bội phần tiếc thương. Chia tay miễn tiếp nghĩa tình anh em con cháu đồng hòa có nhau thân tay vẫn ở trên đó hàng lúc ngoại hai bên gần xa. Kính thưa toàn thể anh em con cháu trong hòa nội tộc, trong lúc vì điều kiện trong lúc cả nước ta đang tiếp dịch chống dịch, cụ Nguyễn Văn Đông, họ gốc chúng tôi là họ Nguyễn Đại Bản, chú quán tại An Hưng, vì điều kiện đường xá xa xôi nên con cháu không kịp về dự lễ phát tang của cụ, nên là họ chúng tôi đến muộn một tí, bây giờ có vòng hoa đến viếng và tiễn cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Đây là nỗi thương, nỗi đau không gì bù đắp nổi. Đối với con cháu trong gia đình, đối với bà con trong thân tộc, nội ngoại đôi bên.
than ôi gió thổi nhà huyên, mây che núi vĩ, âm dương từ nay đôi ngả xa vời. Sương bay chớp lóe bạch vân nghi ngút cõi phù sinh, nến tỏa hương thơm án tỏa, hắt hiu đồ sự tử. Thật đau xót lắm thay, trồi huyên gió bẻ, cõi trăm năm sao khéo hẹp hòi. Than ôi trên tòa bảo gỗ lác đác sao thưa, trước chốn giao trì tờ mờ mây hóa, cơ tạo hóa làm chi ngang ngửa thế, bóng khích câu khen khéo trêu ngươi. Chữ cương thường nghĩ lại ngậm ngùi thay, tình hiếu điều chưa yên thỏa dạ, ơn nuôi nấng áo dày cơm nặng biển trời, khôn xiết mấy công lao. Nghĩa sớm hôm ấp lạnh quạt lòng, tớ tóc những niềm chưa trả, ngờ đâu nhà huyên khuất núi, trời mây cách trở muôn trùng, trời tối mờ sương âm dương xa vời đôi ngả. Trông xe hạc lờ mờ ẩn bóng, cám cảnh cuộc phù sinh chưa mấy, gót tiên du đã lánh cõi trần lai. Nhưng hôm nay cả phố quê và họ Mạc gia đình, hoa lá cỏ cây như cũng sụt sùi rơi lệ, tử biệt sinh ly là xót xa xiết kể, đau thương này thì trời bể cũng khôn đo. Mong linh hồn của cụ, mong linh hồn của ông, mong linh hồn của cha, hãy thấu cho tấm lòng hiếu thảo của con cháu, cầu cho linh hồn người được siêu thoát thành thơi. Cha khẽ nói, này con yêu ơi, con hãy nhớ.
nên người và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sách, sách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu và còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào có phải trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sách, sách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu. Những lời của cha năm tình thân xa cũng nên gần, đức nhân có phúc có phần về sau. Được tin cụ, được tin ông 250 quy tòng tiên tổ, bà con lối xóm nghĩa khách gần xa, đã không quản trăm công nghìn việc, không quản đường xá xa xôi, đã dành thì giờ công sức đáng kể về thăm viếng và chia sẻ nỗi đau buồn cùng gia tăng quyến. Thật cảm động biết bao trước sự có mặt, sự quan tâm của mọi người. Ân nghĩa này thật là cao rộng, con cháu xin ghi lòng tạ dạ và xin được cúi đầu đa tạ.
đời cha từng trải gian lao. Vì con mà cha đã phải vượt qua bao nhọc nhằn. Lời cha dạy con đinh ninh trong dạ. Ơn nghĩa cha ví tựa núi sông, làm tôn quế tử tươi hồng. Cha ơi, công dưỡng dục ví bằng biển cả. Ơn sinh thành ví tựa non cao. Những mong báo đáp công lao, giờ đây con biết tìm cha nơi nào cha ơi. Đâu còn thấy bóng của cha ra vào nữa. Dù như suối mát trong để con được âu yếm mỗi ngày. Cha là vầng ánh sáng thái dương luôn soi đường cho con đi mãi. Con đã được nuôi nấng với bao tình thương cha mẹ đã dành cho con hết. Suốt cuộc đời sương gió nắng mưa ngày đêm lo cho con cuộc sống ấm êm. Rồi thời gian trôi qua rất nhanh, qua đi tuổi thơ ấu ngày nào. Và giờ đây con đã lớn khôn, biết đi tìm một cuộc sống mới. Con sẽ còn ghi nhớ những lời của cha năm xưa đã dạy cho con đó. Con không thể nào quên những đêm mưa gió, suốt canh thâu mẹ luôn vỗ về. Suốt cuộc đời này con không quên những điều cha đã dạy cho con. Sẽ là hành trang con mang theo đi suốt cuộc đời. Lời dù của mẹ năm xưa vẫn dịu dàng đâu đây bên con. Cho dù con bôn ba nơi xa đất khách quê người, lời mẹ dù như suối mát trong con vẫn được âu yếm mỗi ngày. Cha là vầng ánh sáng thái dương vẫn soi đường cho con bước đi. Gian trôi qua rất nhanh, qua đi tuổi thơ ấu ngày nào. Và giờ đây con đã lớn khôn, biết đi tìm một cuộc sống mới. Con sẽ còn ghi nhớ những lời của cha năm xưa đã dạy cho con đó.
con không thể nào quên những đêm mưa gió, suốt cánh thâu mẹ luôn vỗ về. Suốt cuộc đời này con không quên những điều cha đã dạy cho con, sẽ là hành trang con mang theo đi suốt cuộc đời. Những lời dù của mẹ năm xưa vẫn dịu dàng đâu đây bên con, cho dù con bôn ba nơi xa đất khách quê người. Lời mẹ dù như suối mát trong, con vẫn được âu yếm mỗi ngày. Cha là vầng ánh sáng thái dương, vẫn soi đường cho con bước đi. Cụ sư thường bảo cha sinh mẹ dưỡng, công lao dưỡng dục của cha, của mẹ không sao kể xiết. Hôm nay họp mặt ở đây, chúng con quỳ bên cha, tỏ tấm lòng biết ơn vô hạn với cha đã cho chúng con hôm nay và mai sau. Tóc bạc đi cho con cháu tóc xanh, tóc bạc đi để lo lắng cho các con các cháu của bốn phương trời góc biển. Cha mẹ vất vả cả cuộc đời, hiểu như thế biết như vậy, và chúng con hôm nay là con người nên hôm nay quỳ bên cha, chúng con cầu mong sự tha thứ của cha cho những đứa con vì cuộc sống không được nâng giấc cha khi cha đã ở độ tuổi thất thập cổ lai hy. Chúng con hứa với cha dưới mái nhà này đây, khi không còn cha, chúng con sẽ gắng làm tất cả những ước nguyện của cha và không để người đời chê trách. Đời cha đã trải qua bao nhọc nhằn vất vả để nuôi dạy chúng con, những mong cuộc sống chúng con đẹp thêm như hoa thêm nụ. Vậy mà hôm nay đây nhớ lại, xem thử bản thân mình, chúng con còn thấy nhiều điều sai sót. Được nhớ đến công sinh thành để lo báo đáp, đây là việc làm chúng con từng ngày từng giờ còn khiếm khuyết. Thật xót xa và ân hận cho mỗi người con chưa đến với cha kịp thời, khi cha đang cần tấm lòng trời biển của các con. Cha hãy mở lòng nhân từ tha thứ cho chúng con những lỗi lầm cha nhé. Chúng con hứa với cha, chúng con sẽ sống xứng đáng là người con của cha mẹ, và cha mãi mãi là người cha bất tử của chúng con. Cuộc đời cha thấm gió sương để mãi mãi đậm hương vị ngọt ngào. Công này ví tựa non cao, ơn này sánh tựa vì sao trên trời. Thank you.
dài một đêm trôi qua, lòng vẫn nhớ hoài về cha. Bao năm nhọc nhằn gian nan, hy sinh suốt đời cho đàn con. Cha vẫn luôn dạy dỗ chúng con sống sau nghĩa tình trường sau. Lúc con ốm đau, người đêm trắng đêm, mắt sâu thầm cuồng chăm lo. Nhớ hoài ngày tháng thơ dài, bên mái tranh nghèo đầy tình thương. Nhớ hoài hình bóng cha già, cho con hơi ấm đêm thương đêm. Bóng cha già nay đã khuất xa về cuối đèo đời. Mất cha rồi con mới hiểu, không đau thương nào xót xa hơn. Những ơn tình con không biết sao để viết thành lời. Hỡi cha hiền, cha có hiểu, con thương cha nhiều lắm cha vẫn nhớ hoài về cha. Bao năm nhọc nhằn gian nan, hy sinh suốt đời cho đàn con. Cha vẫn luôn dạy dỗ chúng con sống sau nghĩa tình trường sau. Lúc con ốm đau, người đêm trắng đêm, mắt sâu thầm cuồng chăm lo. Nhớ hoài ngày tháng thơ dài, bên mái tranh nghèo đầy tình thương. Nhớ hoài hình bóng cha già, cho con hơi ấm đêm thương đêm. Bóng cha già nay đã khuất xa về cuối đèo đời. Mất cha rồi con mới hiểu, không đau thương nào xót xa. Sao để biết anh lời. Hỡi cha hiền, cha có hiểu, con thương cha nhiều lắm cha ơi. Bóng cha già nay đã khuất xa về cuối đèo đời. Mất cha rồi con mới hiểu, không đau thương nào xót xa hơn. Như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, làm tròn chữ hiếu mới là đạo con. Từ hàng ngàn đời nay, đạo nghĩa ấy đã được ông cha ta truyền tụng từ đời này qua đời khác, và đã đúc kết lại bằng những vần ca dao bất hủ. Đó
cũng là điều kiện cần và đủ để trong tiến hóa ta mới hoàn thiện thành người. Dãy Thái Sơn hùng vĩ cao vời vợi là dáng dấp mà các bậc tiền nhân lấy đó làm biểu tượng và nhân cách hóa, lấy đó làm vật đối trọng để rồi so sánh với công sinh thành dưỡng dục của người cha. Như vậy mới thấy được rằng tình cha ngút ngát mây trời chẳng thể lấy gì mà đong đếm được. Bởi trên đời này ai cũng chỉ có một người cha. Tình thương yêu của cha đối với con cháu thường sâu xa lắng đọng. Phong cách giáo dục của cha mang tính chiến lược lâu dài, xuyên suốt qua nhiều thế hệ. Tình thương cho con là tất cả, là nỗi niềm ấp ủ cuộc đời cha. Trắng thâu đêm cha ngồi thao thức, thắp sáng đèn lo hạnh phúc cho con. Đã lâu rồi chúng con luôn lo sợ, nhưng vẫn giấu kín ở trong lòng là sẽ có ngày hôm nay. Người cha là trụ cột trong gia đình, là bếp lửa của cả đại gia đình, là chỗ dựa tinh thần của chúng con. Cha đã chút hơi thở cuối cùng vĩnh biệt, mãi mãi ra đi. Đau thương này thật là vô hạn, mất mát này thật là quá lớn lao, chắc chắn khó có gì bù lấp nổi. Các con cháu cùng bùi ngùi, cùng nhói đau nơi lồng ngực và biết rằng đã mãi mãi mất cha. Trước lúc đi xa, cha cho gọi cháu con, những người thân thiết ngày đêm hết lòng phụng dưỡng chăm sóc lại gần. Dù đã không nói được nên lời, nhưng ánh mắt người đã nói lên tất cả. Từ trong sâu thẳm lòng mình, qua ánh mắt hiền từ ấy, chúng con hiểu cha muốn nói rằng cho dù vật đổi sao rời thì các con các cháu cũng phải luôn đoàn kết thương yêu nhau, lấy chữ chung chữ hiếu làm đầu, phải giữ bền nền nếp gia phong trong gia tộc. Khi đau yếu, cha gọi chúng con vào, cha bảo sắp đến ngày cha phải đi xa, mong cháu con giữ vững nếp nhà và giữ chọn làm người trung nghĩa. Cha đã ra đi, nhưng lối sống giản dị và đức độ của cha vẫn còn đó, như một tấm gương lớn để con cháu cùng soi chung và suy ngẫm để tự sửa mình. Thật vậy, sinh thành đạo đức do phụ mẫu, tự hiếu chân tâm tạo tử tôn. Cả cây cao gió núi mây ngàn, người là gương sáng dẫn lối con vào đời. Bao đêm thao thức một mình, thương con mưa nắng nhọc nhằn, lòng cha thật cao quý làm sao, hy sinh thầm lặng che chở đời con. Ngày con khôn lớn là ngày cha đã già,
tình thương của cha vẫn tha thiết mang nồng, mong sao con sớm nên người, không lao theo cuộc sống đua đòi, không lọc lửa gánh ghét một ai, dù nghèo nhưng sống cho thật thà. Cha ơi, cha là người mà con kính yêu, cha là điểm tựa để con nói theo, con mãi cần có cha bên cạnh. Ước muốn cho cha mình được sống yên vui là niềm hạnh phúc nhất đời con. Cha ơi, con xin nguyện ghi khắc trong tim, cha là người luôn dõi bước theo con, cho con được vững tin trên đường đời. Cha ơi, dẫu sau này gặp nhiều phong ba, con vẫn quyết tâm để vượt qua. Con khôn lớn là ngày cha đã già, tình thương của cha vẫn tha thiết mang nồng, mong sao con sớm nên người, không lao theo cuộc sống đua đòi, không lọc lửa gánh ghét một ai, dù nghèo nhưng sống cho thật thà. Cha ơi, cha là người mà con kính yêu, cha là điểm tựa để con nói theo, con mãi cần có cha bên cạnh. Ước muốn cho cha mình được sống yên vui là niềm hạnh phúc nhất đời con. Cha ơi, con xin nguyện ghi khắc trong tim, cha là người luôn dõi bước theo con, cho con được vững tin trên đường đời. Cha ơi, dẫu sau này gặp nhiều phong ba, con vẫn quyết tâm để vượt qua. Cha ơi, dẫu sau này gặp nhiều phong ba, con vẫn quyết tâm để vượt qua. Đời cha từng trải gian lao, vì con mà cha đã phải vượt qua bao nhọc nhằn. Lời cha dạy con đinh ninh trong dạ, ơn nghĩa cha ví tựa núi sông, làm tôn quế tử tươi hồng. Cha ơi, công dưỡng dục ví bằng biển cả, ơn sinh thành ví tựa non cao. Những mong báo đáp công lao, giờ đây con biết tìm cha nơi nào
cha ơi, đâu còn thấy bóng của cha ra vào nữa. Nữa chiều nay chúng tôi là hội đồng ngũ quân tình nguyện khu vực Hải Phòng thời kỳ 1986 tại mặt trận 379 Bắc Lào, được tin cụ không còn nữa, chúng tôi chiều nay và được xin đồng cảm chia sẻ nỗi đau và sự mất mát vô cùng to lớn này. Vậy cho phép tôi được thay mặt anh em hội đồng ngũ quân tình nguyện thời kỳ 1986 tại mặt trận 379 Bắc Lào khu vực Hải Phòng xin gửi tới gia đình lời chia buồn chân thành và sâu sắc nhất. Xin chúc cụ yên giấc ngủ nghìn thu cõi vĩnh hằng. Để tỏ lòng thành kính trước vong linh của cụ, tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Nở lên thắp nén nhang để cùng toàn thể anh em hội đồng ngũ chúng ta hãy cúi đầu trịnh trọng để tiến đưa cụ phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Nghĩa tình đồng đội sắt son, thủy chung sau trước như con một nhà. Nay người cha của đồng đội qua đời, chúng con dâng hương hoa kính cẩn dâng người hôm nay. Thật đúng là một thời đội mũ gắn sao, lung linh tỏa sáng tự hào vinh quang. Hôm nay trở lại đời thường, mối tình đồng chí vẫn sắt son như ngày nào. Nén nhang trước ban thờ di ảnh của người cha, người con cảm thấy như tâm can bão cát. Cha ơi, tới ngày nào con về thăm, cha còn vui cảnh quây quần cháu con. Nay con về cha không còn, trời sao ác nghiệt với con thế trời. Đau lòng con lắm cha ơi, thương con cha hãy ngậm cười ngàn thu.
nhớ năm xưa cha đưa con đi từng vòng xe lăng trên con đường đầy buồn mơ giọt nước mắt con nào đâu biết được nỗi nhọc nhằn cha ấp ôm con nhớ năm xưa một lần cha hôn con nụ hôn xưa con nào đâu biết được tình cha cho con như ánh mặt trời ôm vào lòng nụ hôn của cha rồi giờ đây trên con đường xưa một mình con lang thang trong cơn mưa chiều từng hạt mưa rơi con nghe lòng đau nhói nụ hôn khi xưa theo cha xa rồi giật mình trong đêm con ngỡ ngàng thức giấc chợt nhận ra cha xa từ đây cha hôn con nụ hôn xưa con nào đâu biết được tình cha cho con như ánh mặt trời ôm vào lòng nụ hôn của cha rồi giờ đây trên con đường xưa mình con lang thang trong cơn mưa chiều từng hạt mưa rơi con nghe lòng đau nhói nụ hôn khi xưa theo cha xa rồi giật mình trong đêm con ngỡ ngàng thức giấc chợt nhận ra cha xa từ đây chợt nhận ra cha xa từ đây cha ơi giờ cha nơi đâu cha ơi cha xa mãi rồi nụ hôn mang suốt đời cha ơi giờ cha ơi nơi đâu cha ơi cha xa mãi rồi nụ hôn xưa hôn quanh đời con nụ hôn xưa con mang suốt đời.
Đây là nỗi thương, nỗi đau không gì bù đắp nổi. Đối với con cháu trong gia đình, đối với bà con trong thân tộc, nội ngoại đôi bên. Than ôi gió thổi nhà huyên, mây che núi vĩ, âm dương từ nay đôi ngả xa vời. Sương bay chớp lóe bạch vân nghi ngút cõi phù sinh, nến tỏa hương thơm án tỏa, hắt hiu đồ sự tử. Thật đau xót lắm thay, trồi huyên gió bẻ, cõi trăm năm sao khéo hẹp hòi. Than ôi trên tòa bảo gỗ lác đác sao thưa, trước chốn giao trì tờ mờ mây hóa. Cơ tạo hóa làm chi ngang ngửa thế, bóng khích câu khen khéo trêu ngươi. Chữ cương thường nghĩ lại ngậm ngùi thay, tình hiếu điều chưa yên thỏa dạ. Ơn nuôi nấng áo dày cơm nặng biển trời, khôn xiết mấy công lao. Nghĩa sớm hôm ấp lạnh quạt lòng, tớ tóc những niềm chưa trả. Ngờ đâu nhà huyên khuất núi, trời mây cách trở muôn trùng. Trời tối mờ sương âm dương xa vời đôi ngả. Trông xe hạc lờ mờ ẩn bóng, cám cảnh cuộc phù sinh chưa mấy. Gót tiên du đã lánh cõi trần lai. Nhưng hôm nay cả phố quê và họ Mạc gia đình, hoa lá cỏ cây như cũng sụt sùi rơi lệ. Tử biệt sinh ly là xót xa xiết kể, đau thương này thì trời bể cũng khôn đo. Mong linh hồn của cụ, mong linh hồn của ông, mong linh hồn của cha, hãy thấu cho tấm lòng hiếu thảo của con cháu. Cầu cho linh hồn người được siêu thoát thành thơi.
gần 100 năm suốt cuộc đời. Mừng cha vẫn khỏe, vẫn vui tươi. Chỉ qua giờ phút cha lâm bệnh, cha đã mau chân hiến cuộc đời. Con tưởng cha chưa đến mệnh nào, đời người xem tựa giấc chiêm bao. Cha ơi, cha đã không còn nữa, để lại cháu con phút nghẹn ngào. Nhớ cha, nhớ lại những năm xưa, nhớ tuổi thanh xuân mới độ nào. Cha dạy chúng con cùng con cháu, tưởng chừng năm tháng chẳng là bao. Nhớ lại trong cha bao kỷ niệm, còn đâu tâm sự nữa cha ơi. Vĩnh biệt cha, chúng con có mấy lời. Ngót 100 năm tình huyết thống, lòng đầy thương nhớ biết bao nhiêu. Từ nay con biết tìm đâu thấy, chỉ thấy hương bay nếm ảnh thờ. Kể hết sau đây lời thống thiết, chân thành con chỉ biết khóc trong thơ. Cha ơi, chỉ còn đêm nay cha nghỉ lại trong nhà. Sáng mai cha về ra nơi lâm tuyền thoáng dã, cầu cho vong linh hồn người nghỉ
yên trong bát ngát hương hoa. Thân xa cũng nên gần, đức nhân có phúc có phần về sau. Được tin cụ, được tin ông 250 quy tòng tiên tổ. Bà con lối xóm, nghĩa khách gần xa, đã không quản trăm công nghìn việc, không quản đường xá xa xôi, đã dành thì giờ công sức đáng kể về thăm viếng và chia sẻ nỗi đau buồn cùng gia tăng quyến. Thật cảm động biết bao trước sự có mặt, sự quan tâm của mọi người. Ân nghĩa này thật là cao rộng, con cháu xin ghi lòng tạ dạ và xin được cúi đầu đa tạ.
Xin kính mời tất cả đồng quyền tưởng tồn về trên thế giới tất cả các bạn chị tưởng tồn trên đây anh. Xin gửi tất cả đồng quyền lời chia buồn kính thưa hương hồn của Nguyễn Văn Tùng, kính thưa toàn thể tăng quyến, thân nhân và gia đình, thay mặt cho tập thể cán bộ công nhân viên Đại Hoa Thân Hoàn Vũ, chúng tôi xin chân thành bày tỏ sự thương tiếc, xin gửi tới tăng quyến thân nhân cũ lời chia buồn sâu sắc. Trước vòng linh cổ, chúng tôi xin thành tâm chia sẻ những đau thương mất mát lớn lao của gia đình, xin hết lòng để cùng gia đình tổ chức phục vụ lễ hòa táng cho cụ được chu đáo trọn vẹn. Xin được cùng tăng quyến nguyện cầu cho hương hồn cụ được thanh thản yên vị nơi cõi vĩnh hằng. Trước khi đưa linh cữu vào đảo thân, kính mời toàn thể tăng quyến đứng dậy dành một phút mặc niệm trước vong linh cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Xin kính mời tất cả đồng quan đại quan thân, vì thời gian đã quá tán còn vài chờ đợi, chúng tôi không trở nên trực tiếp về đưa linh cữu và đại quan thân. Thân nhân tập huyến đi một vòng qua linh cữu trở về vị trí dốc vị trở thử để nhận về đế đăng trên linh cữu và đại quan thân. Mời nhận về đế đăng trên linh cữu và đại quan thân. Và cho chuyển vòng hoa xuống khu vực để vòng hoa. Tất cả anh chị đến chuyển lại. Đêm cuối cùng, cha nghỉ lại trong ngôi nhà với gia đình con cháu đã qua đi. Bình minh một ngày mới lại về. Tiếng chiêng tiếng trống của ban tang lễ vừa thong thả đổ hồi, như thông báo với cán bộ và nhân dân thôn làng, khu phố giờ truy điệu tiễn đưa cha ra nơi tĩnh địa. Oh.
trong kinh Phật dạy bày mọi nghe anh em con cháu cụ sáng nay nặng nghe nghe kinh để mà tu tích lấy mình mà làm con hiếu đạo tận tình mà sơ thân na na mô chuẩn bị ít tiền đẻ để phát tiền đòi cho cụ trên an ninh nha, cốt vào cổ nhá. Trình ông ơi
Xoay vàng đang đến cho
đồ trì cho các con các cháu gia đình nhà ta, anh chị em con cháu bên bề nội ngoại ở đời bình an. Giờ này xin kính mời các bác mẹ con trai của cô. Nguyễn Văn Tông trao cả chặng đường cha đã trải qua, mà vận mệnh hôm nay đây oai cùng ngày tháng tận. Cha đi rồi, cha đi vào quãi ngàn thu. Cha đi rồi, cha để này cho các con, các cháu với vợ này to nhau cắt. Từ hôm nay đây mất cha rồi, anh em chúng con biết nương tựa vào đâu. Mà từ hôm nay đây mỗi khi anh chị em chúng con đi xa về gần, chẳng còn được gọi cha này, anh chị em chúng con ngồi mà anh chị cha hồi nước nào nước chẳng chảy về sông. Mà thời nay chúng con có nuôi con nhỏ thì mấy đức công lao của mẹ thầy. Cha ơi đồng tiền bát gạo thì các con của cha còn làm được ra. Thật là còn cuộc đời chúng con mất cha là mất hết còn đâu mà tình. Ôi người lấy nghề con giờ này túc trực ninh cốt của cha mà nước mắt có dậy rằng. Mà dẫu chúng con có đi khắp thế gian mà không ai tốt bằng mẹ. Cha ơi mà gánh nặng cuộc đời không ai phò bằng cha. Ôi nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mà mây trời nồng nồng thì không phủ kín công cha. Ôi thần cảm sống hôm mà cha mẹ nuôi chúng con khôn lớn, mà mang cả tấm thân gầy che chở đầy các con. Cha mẹ đã đến giờ làm lễ truy điệu và tiễn đưa cụ Nguyễn Văn Tông về nơi yên nghỉ cuối cùng. Ban tổ chức lễ tang xã Hương xin trân trọng kính mời các cụ, các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân trở về phía trong nhà hiếu để cử hành nghi lễ. Xin trân trọng kính mời các cụ đại diện cho ban chấp hành hội người cao tuổi xã Hương và ban vận động xây dựng làng văn hóa thắng lợi đứng về phía trước linh cốt của cụ. Xin kính mời các cụ, các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân đứng lên làm lễ truy điệu. Kính thưa Hương Linh cụ Nguyễn Văn Tông, kính thưa các cụ, các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, cụ Nguyễn Văn Tông sinh năm 1936, là hội viên hội người cao tuổi xã An Hưng. Qua thời gian cụ lâm bệnh, mặc dù đã được gia đình cùng các y bác sĩ tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng do tuổi cao sức yếu, cụ đã không qua khỏi và đã từ trần vào hồi 5:10 ngày 28 tháng 3 năm 2020, tức ngày 5 tháng 3 năm Canh Tý. Cụ hưởng thọ 85 tuổi. Gia đình dòng họ đã tổ chức lễ khâm niệm và lễ viếng cụ được cử hành vào hồi 13:05 ngày 29 tháng 3 năm 2020, tức ngày 6 tháng 3 năm Canh Tý. Sáng nay,
ban tổ chức lễ tang xã Hương phối hợp cùng với gia đình tổ chức lễ truy điệu và tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Tới dự buổi lễ hôm nay, ban tổ chức lễ tang xin trân trọng giới thiệu có các vị đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Hưng, Hội người cao tuổi xã, Ban vận động xây dựng làng văn hóa Thắng Lợi, các cơ quan, đoàn thể cùng đầy đủ họ hàng nội ngoại, bà con tình làng nghĩa xóm, thân bằng cố hữu gần xa của gia đình. Kính thưa các cụ, kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, cụ Nguyễn Văn Tông sinh quán tại thôn Dụ Nghĩa, xã Lê Thiện, huyện An Dương, trú quán tại thôn Thắng Lợi, xã An Hưng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Cụ có 8 người con gồm 4 trai, 4 gái. Cụ có 18 cháu nội ngoại và 12 chắt nội ngoại. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, từ tháng 2 năm 1966 đến 30 tháng 4 năm 1975, cụ đã tham gia công tác tại cơ khí An Hải. Sau đó cụ chuyển về công tác tại cơ khí An Biên. Với 9 năm 2 tháng tham gia hoạt động công tác, cụ đã được nhà nước tặng thưởng huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất theo quyết định số 1031 ngày 16 tháng 10 năm 1996. Sau khi nghỉ công tác, cụ trở về lao động, sản xuất cùng gia đình và nuôi dạy con cháu khôn lớn trưởng thành. Cụ đã động viên hai người con trai của cụ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với Tổ quốc. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, các con của cụ trở về lao động sản xuất cùng gia đình tại địa phương. Kính thưa các cụ, kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, nay cụ Nguyễn Văn Tông mất đi, gia đình mất đi một người thân ruột thịt vô cùng kính thương. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mất đi một người công dân, hội người cao tuổi mất đi một người hội viên, làng xã mất đi một người thân thiết. Thay mặt cho ban tổ chức lễ tang xã Hưng, tôi xin có lời viếng, lời chia buồn và lời thăm hỏi ân cần sâu sắc nhất tới toàn thể thân nhân trong gia đình. Sau đây, ban tổ chức lễ tang xin trân trọng kính mời các cụ, cán bộ hội viên hội người cao tuổi xã An Hưng lên làm lễ viếng. Xin kính mời các cụ. Thưa các vị đại biểu, thưa ban lễ tang, thưa toàn thể tang quyến nội ngoại thân bằng quý hữu gần xa, sáng nay hội cao tuổi cùng gia đình họ hàng làng xá đã đến tiễn đưa cụ Nguyễn Văn Tông là hội viên hội cao tuổi về nơi yên nghỉ cuối cùng. Cụ hội vào hội ngày 12 tháng 3 năm 1989 hưởng thọ 85 tuổi. Qua thời gian cụ lâm bệnh đã được gia đình và các thầy thuốc đông tây y kết hợp chạy chữa, nhưng cụ vẫn không qua được do bệnh trọng, tuổi cao, sức yếu. Cụ đã hạt giá tây quy về với tiên tổ. Trong giờ phút trọng đại này, thì chúng tôi thay mặt trên ngàn hội viên hội có tuổi xa nưng có lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất của tới toàn thể tang quyến, đồng thời thắp nhang nhau tiễn biệt người hội viên quá cố. Lúc sinh thời cụ là người cha người ông, cụ sống cần cù giản dị tần tảo sớm môn, luôn chăm lo cho con cho cháu, cho hạnh phúc gia đình. Cụ sống trang hòa đoàn kết thắm thiết với mọi người, được mọi người mến thương. Thế là từ nay không bao giờ gặp lại tham nôi tạo hóa có hay, đời người thấm thoát mấy xuân sang, lối xưa đường cũ còn in dấu, đồng hội thôn xóm họ hàng vắng bóng cụ từ đây. Vẫn biết rằng tinh thần di tạo hóa, sống vẫn là còn mà tháp vẫn là còn, nhưng thương thay phút chốc của con người thiên cổ cõi vĩnh hằng, cụ yên nghỉ thảnh thơi. Cụ hội ra đi để lại sự đau buồn cho con cho cháu bầu bạn gần xa, lỗi nhớ thương. Từ nay mưa gió riêng cùng khoảng trời, quê kia đi trong nỗi thương lao, nghĩa tình đồng hội khắc sâu trong lòng. Cụ về chốn vĩnh hằng, bạn cùng gió đá gió núi trăng ngàn thành tơi. Cụ đã khuất tìm đâu thấy bóng, chiều tà bóng xế công lao, chuông chùa văng vẳng như thang vắng người.
trăm năm một thoáng đâu dài, ngậm ngùi chuyện cũ để cho ai thêm buồn. Xin kính về cụ, chúc cụ an giấc ngàn thu. Phút mặc niệm bắt đầu. Sau đây, xin kính mời các cụ cán bộ hội viên Hội Người Cao Tuổi xã An Hưng và Ban Vận động xây dựng làng văn hóa Thắng Lợi lần lượt lên thắp hương lần cuối cho người hội viên của mình. Xin trân trọng kính mời. Và gia đình xin trân trọng cảm ơn. Sau đây xin kính mời một vị đại diện cho gia đình lên làm lễ đáp từ. Đảng ủy, ủy ban, các cấp chính quyền của địa phương, thưa toàn thể ban tang lễ, thưa các cụ, bà con xóm phố Thắng Lợi, thưa toàn thể họ hàng, thân thích và các bạn xa gần của tám anh em chúng tôi. Thật không may cho gia đình chúng tôi, trong thời điểm bệnh dịch, cả nước đang chống dịch, nhưng vì điều kiện bắt buộc mà bố tôi lâm bệnh. Thì trong thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được y bác sĩ cùng toàn thể họ đương cô dì chú bác rồi anh em chúng tôi tận tình để cứu chữa, nhưng vì tuổi cao sức yếu mà thời tiết lại khắc nghiệt nữa thì cũng không qua khỏi được. Bố tôi cũng đã rời khỏi cõi đời này. Thế trong cái thời khắc mà gia đình gặp những cái khó khăn đó, đã có sự chia sẻ của đảng ủy các cấp, của chính quyền địa phương, của toàn thể bà con dòng họ lối xóm chúng tôi. Lời sau cùng thay mặt cho tất cả gia đình và các em chúng tôi, không biết nói gì hơn mà cũng chỉ biết rằng cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn rất nhiều các tình cảm của mọi người đã chia sẻ cho gia đình tôi trong lúc này. Tôi thay mặt cho 8 anh em chúng tôi có lời xin sau khi đưa tiễn bố tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, xin thay mặt cho các em mời tất cả bà con, tất cả anh em, bạn bè, rồi bà con lối xóm là đưa bố tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, quay lại gia đình sơ lương cơm thường để anh em gia đình chúng tôi được tri ân và báo đáp. Xin hết. Ban tổ chức lễ tang và gia đình xin trân trọng cảm ơn các cụ, các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân đã bớt chút thời gian về dự lễ truy điệu và tiễn đưa cụ Nguyễn Văn Tông về nơi an nghỉ cuối cùng. Vĩnh biệt cụ Nguyễn Văn Tông về nơi an nghỉ cuối cùng, ban tổ chức lễ tang xin trân trọng kính mời các cụ, các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân hãy dành một phút yên lặng để tưởng niệm cụ lần cuối. Phút tưởng niệm bắt đầu. Xin kính mời các cụ,
các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân hãy cùng gia đình nhà Hiếu chuyển linh cốt và tiễn đưa hương linh cụ về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang nhân dân. Thay mặt ban tổ chức lễ tang và gia đình xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin được kính mời cho trân trọng kính mời việc hiếu này, việc hiếu chung nghĩa tử này, nghĩa tận. Kính mời anh em con cháu ta giúp việc các bác cho các nắm hoa to ra phía bên ngoài đi. Hôm nay cho nắm hoa đi trước đi. Chân linh của bà Nguyễn Văn Tông đồng thọ 85 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng, chính thức khởi hành bắt đầu. Cho chúng tôi ban tổ chức lễ tay đồng thời truyền lời gia đình nhà Hiếu xin cảm ơn. Kể từ đây, ông đã mãi mãi rời xa ngôi nhà mái ấm, nơi ông đã sống di dưỡng tuổi già trong sự chăm sóc phụng dưỡng của các con, với tất cả tấm lòng hiếu nghĩa đền ơn. Xe đưa ông tới non kiên cảnh Phật, dẫn hồn về với đất Tây Phương. Sau xe là cả niềm thương, nỗi nhớ của cả quê hương xóm làng. Đúng là trên thế gian này không còn có nỗi đau nào hơn cảnh chia ly giữa người ở lại chốn trần gian với người về nơi chín suối. Chính vì vậy mà cổ nhân xưa đã từng nói: sinh ly giữ từ biệt, từ cổ tị toan tâm. Tạm dịch nghĩa là sự chia ly giữa kẻ sống và người chết từ cổ đến giờ đều thấy cay ở mũi. Ngày nay một bậc vĩ nhân của nước ta cũng có câu: đành rằng sự mất còn là luật chung của tạo hóa, nhưng gặp lúc sinh ly tử biệt thì khó mà ngăn nổi nỗi xót thương. Có nỗi đau nào hơn nữa không? Đầu xanh đầu bạc quặn trong lòng, ra đi người để bao thương tiếc, nước mắt trào đau chảy vào trong. Con đường từ đây vắng bóng người, những chiều nhàn tàu bước dạo chơi, ngắm cảnh quê hương đang đổi mới. Giờ đã chia xa cảnh với người, người đi cảnh vật cũng âu sầu, rì rào cây lá rụng buồn đau. Quên sao người đã từng gắn bó, chưa tối từ đây biết tìm đâu. Đây cảnh xóm làng đất quê xưa, hòa cả lòng người đau tiễn đưa. Đưa cha, đưa chú về nơi ấy, mỗi bước đường đi mắt nhòa mưa. We'll be right back.
đến với lễ tang ông hôm nay bằng cả tấm lòng. Đội trống, đội kèn tiễn biệt người trong giây phút thiêng liêng và sang trọng. Tiếng trống, tiếng kèn nghe vang vọng một vùng quê, tiết tấu nhạc buồn mà chan hòa cởi mở. Đó thực sự là đoàn kết, bản hợp xướng của đồng quê vang trong khoảnh khắc. Nỗi tiếc thương này lắng đọng sâu xa. Khi sống, ông luôn trân trọng tình làng nghĩa xóm, nên khi ông đi xa, tình làng nghĩa xóm đối với tăng quyến như một nhà thủy chung như nhất. Linh cữu cha ra nơi tĩnh địa, nghi chuồng thật trang trọng, chan chứa tình người. Một rừng khăn trắng đưa tang, người đi con cháu xóm làng tiễn đưa. Dẫn đầu rực rỡ chướng cờ, gió đồng thổi nhẹ trời đưa cha cùng. Tiếp theo là cỗ Phật đình, các già dẫn bước vong linh cha hiền. Thoát cõi trần đến non tiên, thành thơ tọa lạc đài sen nghìn đời. Thank you.
ơi, con vội chưa biết lễ, chút lòng thành thắp một tuần hương. Hãy tin con khi đơn chiếc đêm trường, con nhớ cha chỉ khóc thầm lặng lẽ. Cha ơi, tuổi chúng con còn trẻ, sống dại khờ chưa hiểu hết nông sâu. Nếu khi xưa chót làm cha buồn rầu, ngàn lạy cha hãy rộng lòng lượng thứ. Khi đến gần huyện, trong giây phút đau thương tràn đầy nước mắt này, con cháu muốn níu giữ cỗ quan tài từ từ đi xuống huyện. Thiên thu vĩnh biệt là đây, ơn trời cao lồng lộng, ơn đất dày thẳm sâu. Sống nhờ đất, chết lại về với đất, bởi có tình người làm ăn chân thật. Ông cha ta đã dày công nuôi đất, đất tốt tươi, đất lại nuôi người. Đúng là người với đất là bạn đời muôn thuở, và đất nước này cũng trải qua bao cuộc thăng trầm lịch sử. Ta nhớ ơn người muôn thuở, đất nước ơi. Đây, nắm đất quê nhà, con cháu đắp lên phần mộ, chúc người yên giấc mộng thu. Nghìn thu thơm thảo đất nước làng quê hương. Ôi, cái chết đã gieo mầm sự sống, người hóa thân vào đất quê hương, cho hoa trái bốn mùa hương thơm vị ngọt, cho đồng quê bát ngát mùa vàng. Thank you.
thế là hết, từ nay đâu còn nữa. Nơi dương trần còn lại nắm cỏ xanh, một màu tang dầu dĩ phủ bao quanh, đã che khuất hương hồn nơi chín suối. Lúc này đây họ hàng nội ngoại, tri kỷ thân bằng bầu bạn bước thông ra. Tiếng mõ cầu kinh của hội các già, lời cầu siêu của sư thầy tiễn biệt, là khúc nhạc buồn làm ruột xé lòng đau. Khóc tiễn cha suối đò quy tây trúc, cõi niết bàn hội ngộ gặp gia tiên. Cha ơi, trần gian sống gửi thác là thiên thu.